người dân vùng biên giới này vẫn thường nói đi đâu mà chẳng phải qua tha khây câu nói ấy nếu chỉ xét về góc độ vị trí địa lý thì chưa hẳn là đúng mặc dù tha khây cũng là một phung có vị trí quan trọng trong vùng sở dĩ có câu nói ấy có lẽ bởi xưa nay tha khây vẫn là phung của những lục thum muốn đi đâu làm gì người trong vùng đều phải qua đây xin phép các ông lớn và hỏi ý kiến sư thầy chùa tha khây Thời nào Tha Khây cũng có người làm quan to, nhưng có lẽ bởi vậy mà mỗi cuộc đổi thay triều đại, Tha Khây cũng là nơi phải chịu nhiều đau thương nhất. Những kẻ tiếm quyền, sau khi loại trừ những ông lớn và gia đình của họ, lập tức không quên, quài tay dao tay búa sang hàng xóm láng giềng của họ để hạ cơn giận và để trừ hậu họa. Láng giềng của kẻ thù của mình không thể coi thường được. Thời Pol Pot Tha Khê cũng có một vài lục thung cỡ tỉnh, huyện. Các ông lớn này đem bàn nhau mở một con đường về Tha Khê và cẩn thận hơn kéo thêm một đoạn gần hai chục cây số nữa ra tận biên giới Thái Lan để nếu có chuyện gì. Mối lo xa của các ông này quả là không thưa. Người dân Tha Khê đã được chứng kiến cái cảnh bọn tàn quân bột Bốt đạp xéo lên nhau chạy trốn qua con đường này để chuồn sang Thái Lan. Sau này mùng 7 tháng 1 năm 1979. Trước khi rút khỏi Tha Cây, bọn tàn quân Pol Pot vẫn còn kịp đốt sạch Tha Cây và cho nổ tung cái khu hậu cần, lúc nào cũng âm áp súng đạn bên cạnh Tha Cây. Sau cuộc đào tàu ấy ít ngày, những người dân Tha Cây còn sống sót ở các công xã lóp ngóp kéo nhau trở về. Dù sao, cũng không thể bỏ Tha Cây được. Người ta bắt đầu dựng tạm những túp lều trên đống cho tàn một tha cây mới lại hình thành người dân tha cây gọi làng mới của mình là tha cây thơ mây để phân biệt với tha cây cũ xanh tươi chủ phú và cũng là để ghi nhớ một thời tao loạn nhố nhăng nổi ra xào thịt gia đình ông Niết chỉ có hai người trở về tha cây đó là ông và Niết San đứa con trai út 16 tuổi bà lão hai đứa con gái và hai anh con trai đầu tiên cùng vợ con họ đều lần lượt gục ngã trên những ruộng nương trại chăn nuôi công trình thủy lợi của các công xã mà họ bị lùa tới ngoài những người đã chết và niết san ông niết còn một đứa con trai nữa trên niết san tên là niết him nó bị bắt vào lính pot nhưng đã làm việc ngay trong cái kho súng đạn bên cạnh tha khơi kia bạn bè của nó còn sống sót kể lại rằng thằng Niết Him là một trong những đứa được phân công đặt mìn phá kho và đã không chạy kịp khi cái khối bom nạn kia bùng nổ như một núi lửa vừa bục lên. Thôi, thế cũng còn là phúc đức. Dù sao thì nó cũng được chết trên mảnh đất của quê hương mình. Ông Niết tự an ủi mình như vậy mỗi khi nghĩ tới Niết Him. Tha khầy thơ mây chưa kịp hơi sinh thì vào một đêm bọn tàn quân pol pot từ bên kia biên giới tràn sang chúng ập vào những túp lều mới dựng giết gần hết số dân tha cây mới trở về trước khi rút đi chúng đốt sạch những túp lều mới dựng rồi bỏ lại những tờ truyền đơn với những lời đe dọa hỡi dân tha cây có cái nồi nhỏ hãy nhớ cái nồi to của công xã mặc cái xà rông màu hãy nhớ tới cái xà rông đen coi chừng trăm ngươi chôn chung một hố muốn sống ăn cơm phật muốn uống nước trời hãy chạy qua biên giới những người còn sống sót nháo nhác vài ba ngày một số người lén lút dìu dắt nhau đi về phía biên giới số còn lại vẫn ở lại tha cây trong đó có bố con ông giả niết một lần nữa những người con sống sót quyết tâm xây dựng lại tha cây họ cũng vững tâm hơn khi có một đại đội quân tình nguyện việt nam tới đóng quân ngay ở trong phum và bắt đầu làm lại cầu, sửa lại con đường ra biên giới để ngăn chặn bàn tay đẫm máu của bọn Pol Pot. Cùng với sự xuất hiện của bộ đội Việt Nam, Chủ tịch Sa May tập họp dân làng lại và nói Đã đến lúc chúng ta phải cầm lấy vũ khí và bảo vệ con cái ta, phun sóc của ta chứ. Cứ ngồi mà đợi bọn Pot nó sang để nó cầm búa nện vào đầu à. Một trung đội dân quân của Ta Khay đã ra đời. Nissan cha cho mình được vào du kích. Ông già Niết ngẫm nghĩ một hồi, rồi gật đầu. Được thôi, mình không bắn nó, thì nó sẽ bắn mình. Mày hãy học cắt bánh súng cho giỏi vào. Có bộ đội, có du kích tha cây, yên ổn được một thời gian. Những ngôi nhà mới dựng lên, người ta bắt đầu trồng cây và nghĩ đến chuyện sống lâu dài ở tha cây thơ mây. Nhưng rồi con đường ra biên giới liên tiếp bị khai mình bị phục kích, bộ đội Việt Nam buộc phải phân tán thành từng trung đội, tiểu đội đi chốt đường, đi lùng sục ở trong rừng để tiêu diệt bọn tàn quân Pol Pot vượt biên giới sang quấy phá ta. xã đội trưởng Su Phên tập hợp du kích lại rồi nói: "Bộ đội Việt Nam đi chốt đường, đi chiến đấu, chúng ta cũng phải chia nhau với họ để tham gia chiến đấu, vừa học cách đánh giặc chứ?" Mọi người đều giơ tay xung phong. Nissan cũng giơ cao cánh tay, khỏe khoắn trẻ trung của mình. Xã đội trưởng Su liền phân công Nissan vào tiểu đội của Nuôn Chết, ra chốt ở đầu cầu Tàng Ngân với cánh bộ đội Việt Nam. Con trai đi rồi, ông già Niết đánh chiếc xe bò của mình lên gặp xã đội trưởng Su Tao già rồi, không còn vào du kích để đi chốt đường được. Nhưng tao có cái xe này, hàng ngày tao sẽ chở nước đi cho các chốt dọc đường chia cho bộ đội và du kích để chúng nó khỏi phải đi gùi xa hàng buổi đường mày coi có được không xã đội trưởng su phên vỗ vai ông già và cười vang tốt quá tốt quá người già bao giờ cũng khôn ngoan hơn người trẻ đang đau đầu vì cái chuyện nước nôi ở cho các chốt mà chưa nghĩ ra thế bố già đã nghĩ hộ rồi có bố già chở nước cho bộ đội cho du kích chốt đường thì bọn pốt đừng hòng phá nổ con đường qua thung ta cây phải không bố già trung đội trưởng thông trực tiếp nằm với tiểu đội ở chốt cầu tàng ngân điểm chốt xa nhất của trung đội cách tha khây hơn 10 cây số đây cũng là một quãng đường thường xuyên bị bọn địch từ bên kia biên giới mò sang gài mìn hay phục kích xe của bộ đội ta chở hàng ra tiếp viện cho các chốt tiền tiêu ở ngoài đường biên, trong đó có cả những xe tét chở nước, đã từng chiến đấu ở nhiều chiến trường, nhưng chưa ở đâu, vấn đề nước lại được đặt ra gay gắt, không kém gì súng đạn và lương thực, thực phẩm như ở chiến trường này. Mùa khô ở xứ này, sao mà khắc nghiệt. Trên đầu, trời lúc nào cũng xanh ngăn ngắt, còn mặt đất thì bị nắng thiêu đốt suốt ngày nóng hừng hực như ở trong lò nướng. Gió cũng nóng, nó không hầm hập quạt lửa vào mặt như gió lào, nhưng lại dai dặn, dây dứt, suốt từ sáng tới nửa đêm. Trung đội đã bị ghẻ suốt lượt, vì đã hàng tháng trời không được tắm rửa. Đã vậy, hàng ngày họ phải phơi mặt ra, mà hứng cái bụi xám của con đường này. Người ngợm lúc nào cũng dấp dính như được phết hồ, ngứa ngáy đến khốn khổ có lẽ vì thế mà suốt ngày anh nào anh nấy anh nào cũng cau có như bị táo bón chỉ vào lúc vắng mặt trời là mọi người đều vui vẻ mặt mày rạng rỡ họ kéo ra đứng trên cầu chờ chiếc xe chở nước của ông già niết lọc cọc lăn tới khi chiếc xe bò của ông vừa dừng bánh bên kia cầu là tiểu đội trưởng trực chạy ùa tới hét vang lên nước tới nước muôn năm cháu bố ra chú con mong bố còn hơn mong phật bà quan âm đi chợ về đấy ông lão cười khơ khớ rồi trịnh trọng thả mấy can nước xuống có nước cả tiểu đội vui vẻ náo nhiệt hẳn lên mọi người quây quần trước cửa lán mỗi người cầm trên tay một chiếc ca hoặc bát hoặc những cái mũ sắt ngửa ra háo hức gấp triệu lần những tay nghiện ngập đứng xếp hàng trước quầy bia ở hà nội ví vòn như thế có lẽ vẫn chưa hẳn đúng vẫn ít nhiều xúc phạm tới sự thiêng liêng của nước ở cái chốn này vì ở hà nội dù bia có khan hiếm đến mấy nhưng hễ có tiền là vẫn có thể mà say xưa nhà nước không có thì uống bia chui nhưng ở đây bố già mà không tới thì không thể chui ở đâu mà ra nước được đó là lời bình luận của ca một công tử hà nội chính cống vừa được bổ sung vào trung đội hơn một tháng nay và cũng đã ghẻ một cách toàn diện triệt để như các cựu binh sau khi nhận bàn giao tiểu đội trưởng trực bắt đầu đi chia nước tiêu chuẩn của mỗi người là được một ca đầy sử dụng theo sở thích từ bây giờ cho đến trưa mai riêng những người vừa đi bừa đường về cái chuyện bừa đường này sẽ kể sau khi được ưu tiên thêm một ca nữa để rửa mặt trung đội trưởng thông cũng chỉ lĩnh một phần nước hôm đầu tiên ra đây tiểu đội trưởng trực cũng đã múc thêm cho anh lưng ca nữa để bày tỏ sự tôn trọng cấp trên nhưng thông vội gạt đi nhìn thấy cạnh ấy luôn chết liền cười và hỏi làm lục thung mà cũng chỉ hưởng một ca nước như mọi người thì làm lục thung là một quái gì anh thông thông vội xua tay cậu nhầm rồi luôn chết mình không phải là lục thôm đâu mình chỉ là đồng chí chỉ huy trung đội thôi luôn chết lắc đầu ở campuchia chưa có cái lệ làm ông lớn mà lại hưởng thụ như tất cả những người bình thường thông cười vậy trực hãy chia cho ông lớn của tiểu đội du kích tha cây thêm một ca nữa luôn chết dãy nảy. không nếu vậy thì tôi đi du kích làm cách mạng làm quá gì Chuyện ấy đã trở thành chuyện vui của tổ chốt hỗn hợp cầu tàng ngân. Nhưng anh em bộ đội Việt Nam từ đó vẫn đùa, thỉnh thoảng gọi luôn chết là lục thum. Nết san, ra lĩnh nước đi. Lục thum đang gọi kìa. Nghe cả Hà Nội nhắc, Nết san lặng lặng xách cái ống tre vẫn thường dùng để đựng nước tốt nốt ra cửa lán. Hôm nào Nết san cũng nấn ná để ra lĩnh nước sau cùng. Chú ngại mời người nhìn thấy cảnh cha con chú gặp nhau. Cha chú lại hay hỏi lật thận hoặc níu chú lại và căn dặn đủ điều, làm chú như trẻ nít không bằng. Với lại, sống với anh em bộ đội Việt Nam, xa gia đình, chú cảm thấy dường như mình có lỗi vì ngày nào cũng được gặp cha. Chú muốn đi xa, ra tận chốt biên giới, để cha chú không còn ngày ngày tới hỏi han, hỏi xét đủ điều nữa. Nết san qua đây ta hỏi cái đã ông già khoát tay nói như ra lệnh niết san không dám lừng cừng cậu vừa bước qua cầu vừa lủng bụng ở trong miệng ngày nào cũng hỏi với han lắm chuyện thật mày đội cái mũ lệch thế kia mà được à giờ nghỉ tôi có quyền lý lẽ mới cả bố nó đây cứng cổ gớm nhỉ ông niết vừa thầm nghĩ vừa ngắm nhìn gương mặt cau có của thằng con trai nó cũng dày dạn nhiều rồi đây cái cây trong vườn và cái cây ngoài rừng nó khác nhau thật cha nói gì thì nói đi sắp có công tác gấp đấy tốt rồi còn công tác gì tối có công tác tối chứ ăn cơm xong còn họp rồi đi tuần đường hôm nay chúng nó lại cài mỉn nữa đây may mà bộ đội gỡ hết được rồi ở nhà có gì mới không cha mới thêm nhiều thứ Nhà Su Khơi mới về Cũng chỉ có hai mẹ con thôi Con bé Khơi xa hàn, Nó hỏi thăm anh đấy Ông Niết bỗng đổi cách xưng hồ Nó còn nít Niết San vội nói Như muốn cho qua chuyện con bé Khơi San Nhưng thâm tâm Là muốn được nghe thêm nữa Anh tưởng nó còn con nít mãi sao Khơi San Nó sắp lên tận phuông học Rồi về làm cô giáo dạy chữ cho lũ con rút ở tha khơi ta đấy. ô, oh, khơi san tốt lên vì càng nhiên. khơi san mắt mũi chưa sạch, đòi dậy ai? nó lớn lắm rồi. múa rong vông đẹp như bà su khơi ngày xưa đấy. vậy ra khơi san đã về tha khơi thơ mây, đã đi múa rong vông với lũ con trai. thế mà nói nhớ tiết san, vui quá thì nhớ cái nỗi gì? nhưng thôi, hãy dẹp đám con gái qua một bên. Mình còn bận lo nhiều công tác nữa Cha nói với nó Với bà Xu Khơi rằng Con vẫn nhớ bà ấy Cầu trời Phật phù hộ cho bà ấy sống lâu Thế con Ha San Ông Niết hỏi khẽ Và nhéo mắt cười Không có Con chẳng có gì để nói với con bé ấy Nhưng cha có thể nói với cô ấy rằng Niết San đang bận đánh giặc Cô ấy cứ việc đi mà múa rong vông Với đám con trai Nissan nói vậy, rồi vùng vằng trở về lán, làm như chính Hassan đang ở bên kia cầu tà ngân vậy. Tuy hơi bực bội một chút thật, nhưng có lẽ Nissan vui là chính. Bởi vậy, vừa bước vào cửa lán, luôn chết đã hỏi luôn. Có chuyện gì mà vui thế, Nissan? Ồ, vui vì ta cây đang có nhiều cái mới, anh luôn chết ạ. À? Ta khê sắp có trường học, sắp có cô giáo dạy chữ cho lũ trẻ đấy cô giáo mới trên tỉnh về à không cô giáo của tha khây chứ bộ đội việt nam đã làm cho trường học thì người tha khây phải đi học về làm cô giáo chứ ai thế bí mật ghê nhỉ hãy nhét cái bí mật của cậu vào bụng đi kẻo không ăn được cơm với mắm bỏ hóc đâu ngày mai đến lượt cậu đi bừa thường với bộ đội rồi đấy thật chứ anh luôn chết đúng rồi phải cho tôi đi làm nhiệm vụ chứ tôi có mặc xà rông đâu mà chỉ ngồi nhà nấu cơm hoài. họ gồm ba người: trung đội trưởng thông, ca hà nội và nissan. cả ba dàn hàng ngang, cùng gò lưng bước những bước nặng nề, chân ngập sâu dưới lớp bùn màu xám cho trên vai mỗi người đều ghi một sợi dây võng dài nối tới những bó gai to. khi kéo đi, bó gai trà trên đường sục tung lớp bụi lên. từ xa nhìn lại sẽ thấy một đám mây bụi vần lên tựa hồ trên đường đang có cả một đoàn kỵ binh vì nước đạn một công việc thật kỳ quặc giống như một trò nghịch của bọn trẻ con mỗi ngày hai lần các tiểu đội chốt đường đều thay nhau làm cái việc kỳ quặc đó để kiểm tra xem địch có gài mìn dưới lớp bụi ngập tới lưng ống chân kia không sau đó họ báo cáo thông đường và cho phép các chuyến xe chở hàng ra các chốt tiền tiêu đi qua dạo này địch hay dùng các loại mìn vỏ nhựa do trung quốc sản xuất nên các loại máy dò mìn trở nên bất lực vì vậy mà cái phương thức thủ công nguy hiểm này đã ra đời có thể chính những người đang gò lưng bước đi ở trên mặt đường ngập bụi kia sẽ đạp phải mìn nếu họ không đạp phải thì đến lượt những bụi gai kia sẽ khởi chúng lên gây nổ khoảng cách từ bó gai đến những người kéo chúng chỉ là một khoảng cách an toàn về mặt lý thuyết. Biết bao điều bất chắc có thể xảy ra. Nhưng họ vẫn bước đi, quả quyết và kiên nhẫn. Mặt trời vừa lên mà không gian đã hấp nóng. Trung đội trưởng thông thở phì phò, mồ hôi tuôn ra đẫm áo. Mồ hôi chảy tới đâu, bụi bám tới đó, dính bết lại, nhão ra, nhấp nháp khắp cơ thể. Bên phải anh, san vẫn lầm lì bước không một lời phản nàn ngược lại ca địa bên trái tí luôn miệng ho khậm khặc rồi rên rầm bụi ơi là bụi sống ở xứ này lấy ba cái mùa xoài rụng là ho lao mất vậy mà tớ sống đã qua bốn mùa xoài rụng rồi đấy thế thì quốc hội cũng chả nên tiếc anh cái danh hiệu anh hùng làm gì cũng là đi bộ đội đánh giặc tưởng thế quái nào chứ giặc giã chưa thấy chỉ toàn thấy bụi thà rằng bom đạn ầm ầm suốt ngày còn sướng hơn cứ này này qua ngày khác cứ đi cào đường mà hết bụi nước thì không có mà rửa cái lỗ mũi nữa cái xứ sở quái quỷ thật lại có cái thứ gì nhỉ à mắm bổ hóc trời phật ơi mới ngửi thấy là muốn ói luôn đến xuống lỗ tôi cũng không quên được hai thứ đặc sản của cái xứ này là bụi và mắm bổ hóc trung đội trưởng thông ngước nhìn Nissan san khi tin chắc Nissan san không đủ vốn tiếng việt để nghe những lời ca cẩm của ca hà nội anh mới yên tâm bụi thì có thể chê được chứ mắm bổ hóc mà chê thì người campuchia họ tự ái ngay mà suy cho cùng nó có kém gì mắm tôm ở bên ta đâu kể ra cũng thương ca thật tới bữa anh em thì ăn mắm bổ hóc cậu ta cứ muối trắng đánh rền. Đúng là công tử Hà Nội. Mà ăn uống cam khổ vậy, lại hàng tháng không được tắm gội. Kể cũng có chịu thật. Tốt hơn hết là cậu hãy kể chuyện Hà Nội đi. Chuyện gì cũng được. Dẹp đi. Tốt hơn hết là ngậm miệng lại, kéo bụi nó sọc vào tận lục phủ ngũ tạng. Nói vậy, nhưng một mép ca vẫn tía lia. Mà sao anh có vẻ say Hà Nội thế nhỉ? có cô hàng bún ốc nào thèm mấy anh kia chứ giả sử bây giờ vù một cái có một cơn lốc thật mạnh quấn cả anh và tôi lên trời rồi ném xuống một đường phố hà nội thì lập tức người ta sẽ đổ xô đến xem các ngã ba đường sẽ bị tắc nghẽn người hà nội vốn hiếu kỳ mà người ta sẽ lập tức thông báo khắp các quán chè chén ở hà nội rằng có hai thằng người vừa ở một hành tinh khác rơi xuống Hà Nội. Các nhà khoa học ở Hà Nội sẽ ảo đến cạo trắng chúng ta để tranh nhau lấy mỗi người một vốc bụi để mang về phòng thí nghiệm, đầy chai lọ và màu thuốc lá, quấn của họ để nghiên cứu. Báo chí sẽ tranh nhau chụp ảnh, phỏng vấn, viết bài bình luận. Và ông cụ nhà tôi sẽ lập tức chạy bộ ra bưu điện, tranh nhau với lũ nhóc để xếp hàng, mua bằng được một số báo rồi ông sẽ về phỏng vấn mình, đóng cửa lại, pha một ấm trà và bắt đầu nhấm nháp các bài bình luận và suýt choa Chà chà, một sự kiện cực kỳ trọng đại. Nhưng đến khi nhìn sang bức ảnh chụp hai thằng người, thì ông già bật ngửa người ra, cái kính lão rơi tuột xuống nền nhà. Một loạt tiếng nổ dậy đất cắt ngang những lời thao thao bất tuyệt của cả. Cả ba người cùng một lúc theo phản xạ tự nhiên nằm vật xuống đường một lát sau trung đội trưởng thông lồm cồm bò dậy vừa rũ đầu rũ tóc vừa hét lên không sao cả chứ nissan cũng lập tức đứng dậy mặt đầy đất nhìn thông cười ngây ngô ca vẫn còn nằm rốn thêm một lát nữa có lẽ vì cẩn thận rồi cái đầu bắt đầu ngúc ngoắc và sau đó là những tiếng rên rầm đất vào đây mồm lính rồi trung đội trưởng ơi nhìn bộ dạng của ca thông và nết san cũng phì cười lúc này mà rơi xuống đường phố hà nội thì đúng là thôi dậy đi tàn cha nó cả ba bó gai rồi ta lại kiểm tra xem sao rồi đi chặt gai bó lại để tiếp tục nào họ ngược trở lại nơi mìn vừa nổ thông nhận ra ngay thủ đoạn gài mình của kẻ địch chúng gai vỏ nhựa kp 2 kèm với miền vướng nổ cũng may là cả ba không ai vấp phải dây vướng nổ. Nếu không thì không thể đứng nhìn mặt nhau lấm bụi mà cười được nữa. Anh liền tranh thủ giảng giải điều ấy cho cậu lính mới của mình. Ca nghe một cách lơ đãng rồi kết luận. Tóm lại là nó nổ rất to. Lần đầu tiên tôi thấy mìn nổ gần đến thế đấy. Được một quả này mà thả xuống hồ Tây thì tha hồ mà ăn cá. Anh không biết chứ, hồi nhỏ tôi câu cá trộm ở hồ Tây vào loại sừng sỏ đấy. Trong khi hai người còn loay hoay bên mấy hố mìn, tiến Niết đã chạy tới một lùm tre gai ở ven đường, tay cầm một con dao phát rừng. Cẩn thận đấy, Niết Nhưng chậm rồi, một tiếng nổ lộng óc, một vệt lửa nhoáng lên. Họ thoáng nhìn, thấy trong làn khói, bóng Niết san loạn choạng rồi ngã vật xuống. Nhanh lên, chuẩn bị vũ khí, Thùng hét lên rồi lao về phía bờ tre Niết San vừa ngã xuống. Chú ý cảnh giới hai bên sườn. Anh ra lệnh cho ca rồi thận trọng bước tới bên Nissan. Nhìn quanh bụi tre gai một lượt, anh chợt hiểu. Thằng địch đã nắm vững quy luật hoạt động của các anh và đã tính toán tất cả. Chúng gài mìn ở ngoài đường. Nếu các anh không đạp phải, thì khi kéo trà gai qua, mìn sẽ nổ. Những bọ gai sẽ tung lên. Và sau đó, để tiếp tục công việc, các anh nhất định sẽ vào đây để chặt thêm cánh tre gai. Chúng đã tính toán rất kỹ. Còn ta, thông bỗng buông tiếng thở dài. Ta đã không dự kiến được phương án này. Nissan hy sinh rồi, lỗi tại ta. Anh đau xót nhìn Nissan nằm trong vũng máu và tự oán trách mình. Một lát sau, anh lặng lẽ cúi xuống, nâng Nissan lên vai những dòng máu đỏ tươi trên thân thể nớt vẫn thánh thót nhỏ xuống và thấm ướt áo anh thấm vào cơ thể anh rơi từng giọt từng giọt xuống mặt đất khô cằn của quê hương nít san ca lặng lẽ bước theo sau trung đội trưởng và nít san anh vẫn cặp súng ngang người ở tư thế sẵn sàng nhà đạn gương mặt anh thoát trở nên trang nghiêm sầu lắng hơn đây là lần đầu tiên ca nhìn thấy một chiến sĩ đã nằm xuống như thế nào. Ôi, sao mà bất ngờ. Dường như cái chết của những người chiến sĩ ở mặt trận bao giờ cũng bất ngờ. Ca chợt hiểu rằng cái chết trước sự hy sinh, trước những dòng máu đang nhỏ thánh thoát xuống đất đai kia. Mọi sự gian nan vất vả, thiếu thốn, mọi điều ngột ngang bộn bề ở cuộc đời này đều trở nên nhỏ bé, tầm thường. Ông già niết vung roi dục bò dạo bước, chỉ còn hơn một cây số nữa thôi là đến chốt đầu cầu. Mà sao ông bỗng sốt ruột đến lạ thường. Khác với mọi ngày, hôm nay ông quyết định đi chở nước vào buổi sáng, chứ không đợi được đến chiều. Ông muốn nhanh chóng gặp Niết San, có một việc hệ trọng. Dù sao cũng phải bàn bạc với nó, nó đã lớn, đã vào du kích rồi, chứ đâu còn trẻ nít. Ngoài nó ra, ông cũng chẳng biết bàn bạc với ai, mà cái sự việc này tự ông đã không thể quyết định nổi. Suốt đêm qua, ông đã suy nghĩ mà cũng chẳng biết nên ra sao. Cuối cùng, ông quyết định phải bàn với Nissan. Nó là một đứa con ngoan, nó đã trưởng thành. Nó có thể gánh đỡ ông một nửa cái gánh nặng này. Vừa rong bò, vừa chìm đắm trong những suy nghĩ chiếc xe của ông đã tới đầu cầu tà ngươn mà ông cũng không hay tới đúng chỗ mọi bữa con bò dừng lại giống lên một tiếng ông già bỗng choàng tỉnh ông uể oải bước xuống nhìn sang bên kia cầu nhưng lạ chưa kìa không thấy chúng nó ủa ra đón như mọi kia không nghe tiếng chúng cười đùa hò hét cả khu vực đầu cầu lặng như tờ dường như ông cũng sốt ruột trước sự lặng lẽ khác thường ấy con bò lại giống lên một tiếng nữa. Một người, rồi hai người nhô ra cửa, nhìn về phía ông, rồi lại vội vã thụt vào. Sao thế? Ta mang nước cho chúng mày dùng, chứ có mang quỷ sa tăng tới đâu? Hay là chúng nó biết tất cả rồi? Ông già bỗng trột dạ. Nhưng kia rồi, thằng thông trung đội trưởng đã bước ra, rồi đến luôn chết. À, toàn cấp chỉ huy cả. Họ định nói chuyện gì với ông đây? Hay vì cái chuyện đấy? Thôi được, cũng chẳng sao, cuối cùng rồi chúng nó sẽ biết cả. Nhưng nếu như để ông bàn bạc với Niết San đã. Trung đội trưởng Thông đã bước tới trước mặt ông lão, anh định nói nhưng miệng anh cứ cứng lại. Thấy vậy, luôn chết vội đỡ lời. Thưa bố già, chúng con mang đến cho bố chuyện buồn đau. Em Niết San đã đã hy sinh vì dân làng ta cây ta rồi hả à, đôi mắt ông lão như lồi hẳn ra giọng ông lạc hẳn đi mà mày mày nói cái miệng mày có nhầm lẫn không đây vâng thưa bố tông vội ngước lên nhìn thẳng vào đôi mắt đã thất thần của ông già em em nết san bị trúng mìn của bọn à trúng mìn Nissan san con trai tao mày mày đừng có mà có phải mày mày định đùa giỡn ông già khốn khổ này không hỏi vậy nhưng ông bỗng ôm mặt khóc nấc lên khiến thông và luôn chết chưa biết xử trí ra sao bỗng ông già nhảy vọt lên càng xe rồi rít lên niết san thôi rồi chính nó giết nó giết con tôi rồi Pôn pot bọn pôn pot ông bỗng hét lên. Ôi bộ đợi, ôi du kích, bồn bốt, ngay tại. Lưỡi ông líu lại, rồi ông ngã vật xuống, ngất liệm đi. Nên được đưa lên chiếc xe bò, kéo để trở về phung tha cây. luôn chết tay ông già điều khiển chiếc xe. Tâm và Ca, hai chiến sĩ bộ đội tình nguyện Việt Nam và hai đội viên du kích, nai nịt gọn gàng, súng tiểu liên quấn trước ngực, đi kèm hai bên thành xe. Trên xe, trung đội trưởng Thông và ông già Niết ngồi bên cạnh thi hải của Nissan Ông già đã tỉnh lại, ngồi im lìm như đá, nhìn cái dáng câm lặng đó của người cha. Thông biết không nên nói một câu gì nữa. Chiếc xe chậm rãi lăn bánh trên con đường ngập bụi. luôn chết cố gắng điều khiển để con bỏ đi những bước đều đặn và cố tránh những ổ gà để xe khỏi sóc làm kinh động đến giấc ngủ của Nissan. Anh không thể ngờ, người chiến sĩ du kích đầu tiên của Thum hy sinh lại là Nissan, chứ không phải là ai khác. Biết ăn nói thế nào với Su đây? Giá như người nằm kia chính là anh, là Thiên Lơn hay Pết Chan, thì lại đi một nhẽ. Đằng này lại chính là Nissan, người trẻ nhất trung đội du kích. Bấy nay, anh vẫn cố ý tránh giao những việc nguy hiểm cho niết tất cả anh em trong tổ đều đã đi giảm mìn với bộ đội việt nam riêng niết hôm nay mới đi là lần đầu cái sâu phận của nó tệ hại quá nó còn trẻ cuộc đời nó đang còn là buổi sáng chứ chưa đến buổi trưa dân làng sẽ nghĩ sao đây người tha khây đã quá quen với cái chết nhưng chưa ai quen với sự hy sinh nhận một nhát búa vào đầu rồi ngã gục và tự nguyện chiến đấu hy sinh nơi mặt trận là hai việc khác nhau. Ở Ta Khây đã biết bao chuyện chẳng lành này mà chuẩn bị đón Niết San chưa nhỉ? Nghĩ tới đó, anh vội nhảy xuống, đi bên cạnh xe, thế vào chỗ của Tiên Lơn, rồi ghé vào tai Tiên Lơn nói khẽ: "Cậu hãy về Ta Khây trước đi, chạy thật nhanh, báo cho xã đội, báo cho cậu ủy ban, báo cho dân làng biết để họ chuẩn bị đón Nissan. săn. Thì lớn khẽ gật đầu rồi chạy vút đi. Bụi bám tung lên theo bước chạy của thiên lơn. Trông xa, thiên lơn giống như một quả đạn khói vạch đường. Luồng khói xám ấy đang lao về phía phung Tha khầy, báo tin dữ. Khi chiếc xe chở Nissan về tới Tha khầy, thì dân làng đã tụ tập đông nghịt trước trụ sở ủy ban. Chủ tịch Sa May và xã đội trưởng Su Phên dẫn một đoàn gồm cán bộ các ngành, các giới cùng với sư thầy chùa Tha Cây và các cụ già trong phum ra đón tận đầu đường. Khi chiếc xe tới, chủ tịch xã Sa Mây hét lên một câu gì đó. Tất cả lặng lẽ cúi đầu. Sư thầy lầm rầm đọc kinh. Có tiếng ai đó bỗng khóc nấc lên. Rồi tiếng xã đội trưởng su phên quát khẽ. Im đi nào, cười xa xan tin dữ như có cánh chuyển rất nhanh tới tất cả các nóc nhà. Thum tha khây sôi sục cả lên. Mọi người đều đổ ra đường. Cái chết chẳng có gì là mới, nhưng đây là sự hy sinh. Chiếc xe bò lọc cọc lăn bánh trên con đường lầm bụi của phung tha cây. Tha cây chưa kịp trồng lại những hàng dừa, hàng tốt nốt để che mắt cho những con đường. Tha cây mới chỉ kịp trồng những gì có thể nuôi sống con người. Điều đó thì Nissan đã biết. Người ta khây cũng chưa ai có quần áo đẹp, kể cả Hasan. Nhưng tất cả những ai còn sống sót đến ngày hôm nay, nhất định sẽ đến với anh. Điều ấy Nissan cũng biết rất rõ. Mọi người xuống cả lại bên chiếc xe bò. Những tiếng sụt rịt những lời cầu kinh lầm rầm hòa theo giọng sư thầy những lời giảng giải của chủ tịch Sa Mây. Các chiến sĩ du kích bắn một loạt tiểu liên lên trời. Người ta bắt đầu đưa Nissan vào trụ sở ủy ban. Tất cả mọi người đều xuống quanh Nissan, không ai kịp chú ý tới ông già nhất đau khổ. Ông đã lần được qua đám đông, rồi ông chạy như bay về ngôi nhà của mình. Ông chỉ sợ có ai đó nhìn thấy. Ông đã vội lắm, phải thật nhanh, thật nhanh lên mới kịp. Đây rồi, ngôi nhà của ông đây, cái lu nước, hòn đá mà mỗi sáng Niết San vẫn ngồi. Ánh cửa bằng liếp, sơ sài. Ông lao về đó, rút vắt con dựa cài ở trên bếp, đạp cửa lao vào nhà như một cơn lốc. Ông lao sầm vào một người. Ông khựng lại, hét lên. Niết Him, mày có biết chuyện gì xảy ra không? Con nghe thấy tiếng súng nổ. Có lẽ Mày không phải là con tao. Mày là thằng Pol Pot. Mày đã giết em mày rồi. Không, con không định giết nó. Mày giết nó rồi. Ông rít lên rồi vung dao phàng tới. Sạt, dường như ông đã chém trượt. Nét thêm kêu ối lên một tiếng, loạn trọng ngơ ngác. Rồi hắn lao vút ra ngoài. Ông vội lao theo, vừa rượt vừa la lớn. Pol Pot, bắt lấy nó, thằng giết người. Nết thêm bị chém xả vai trái, máu chảy ướt đậm áo. Nhưng hắn vẫn cố chạy. Nghe tiếng ông la, hắn hốt hoảng sững lại. Rồi đột ngột, hắn rút phát khẩu súng ngắn ở lưng quần ra. Dừng lại, nếu ông còn kêu nữa, tôi bắn. À, ông già đứng sững, há hốc miệng, nhìn thằng con trai đang chĩa súng vào mình. Mày giết em mày, mày định, mày định giết cả bố mày nữa sao? Thằng phản phúc để cho tôi yên. Tôi sẽ đi ngay. Nếu ông bước tới một bước nữa, tôi bắn. Tao không sợ chết. Để xem mày có dám bắn vào cha mày không. Ông hét lên rồi lao tới. Nít him lùi lại vài bước rồi quay đầu chạy. Ông giã rượt theo rồi lại la lên. Bắt lên nó. Pôn pot. Nít thêm bỗng đứng sững lại, cười gằn. Khẩu súng trên tay nó khẽ giật lên, nhoáng lửa. Ông già ôm lấy ngực, ngẩn ra trong giấy lát, rồi ngã vật xuống lề đường. Ở trụ sở ủy ban, nghe tiếng súng nổ, mọi người bỗng sôi sục cả lên. Pôn pốt! Bắn chết hết chúng nó đi! Yên lặng xem nào! Trung đội trưởng thông vội đứng bật dậy, khoát tay ra lệnh cho Tâm và Ca. Theo tôi! Hai chiến sĩ vội lao theo trung đội trưởng. Họ chạy về phía vừa có tiếng súng. Hướng này! Thông dừng lại để quan sát, rồi chỉ về hướng cuối xóm. Một bóng người vừa từ cuối xóm lao vút ra. Cố sức chạy về phía khu nhà đổ nát của khu kho hậu cần thời bọn Pol Pot. Đứng lại, hàng thì được sống. Thông hô lớn bằng tiếng khơ me. Thằng địch vẫn chạy. Cả quyết định vọt lên trước trung đội trưởng. Đoàn, đoàn. Thằng địch bắn lại. Đạn bay vèo trên đầu ca. Nhưng cả vẫn lao tới không nổ súng tâm bám theo trung đội trưởng vòng về phía bên trái định chặn đầu nhưng vừa tới khu nhà đổ tên địch bỗng đứng sững lại quay nòng súng về phía ca lấy thêm hai phát nữa rồi leo tót lên trên mảng tường còn sót hắn đứng chênh vênh trên mảng tường cười điên dại tiếng hắn rít lên ê bọn duôn, lại đây chú ý nó có lưu đạn thông vội hét lên ca lao tới chiếm lĩnh một gốc xoài bị đạn tiện cụt. Chĩa súng về phía tên địch, hắn vẫn ngồi trồm trỗm trên mảng tường, cười sặc sụa như điên. Cả điên tiết, sổ một loạt tiểu liên về phía nó. Thằng địch lại cười sặc, rồi nó đột ngột đứng dậy, hét lên một tiếng giận người. Tiếp đó là một vệt lửa nhoáng lên, kèm theo một tràng nổ lòng óc. Mẹ kiếp, nó tự sát rồi. Càng nghĩ vậy, rồi xách súng lao lên, từ phía bên kia tâm và thông cũng chạy tới trước mắt họ thằng địch chỉ còn một đống thịt bầy nhầy nát bấy nằm vắt ngang trên đống gạch vụn ông già niết không chết viên đạn bắn chính diện của đứa con phản phúc xuyên thấu ngực vào của ông người ta đã kịp thời cấp cứu rồi đưa ông tới bệnh viện của bộ đội tình nguyện việt nam sau hai tháng điều trị vết thương của ông đã lành hẳn ông trở lại tha cây vào đầu mùa mưa và sống âm thầm trong ngôi nhà của mình mùa mưa đã tới người ta không cần ông chở nước tới chốt cho bộ đội và du kích nữa nhưng rồi một hôm ông đến nhà xã đội trưởng su Phen đòi lại con bò và chiếc xe của anh sáng hôm sau con bò lại được ông đưa theo con đường cũ ra cầu tàng ngân sau mấy trận mưa đầu mùa con đường lầm bụi hôm nào này giống như một dòng sông nhỏ, đặc sánh phù sa. Con bò bị bõm lội trong bùn, kiên nhẫn đưa ông đi. Thỉnh thoảng, nó lại giống lên một tiếng, biểu lộ nỗi kinh ngạc trước sự thay đổi quá nhanh của thiên nhiên, của cảnh vật và cả của con người nữa. Đến đầu cầu tác ngân, nó dừng lại. Nó chưa quên chỗ phải dừng lại. Từ chiếc lán bên kia cầu, các chiến sĩ quân tỉnh nguyện Việt Nam và anh em du kích ùa ra đón ông. Ông tìm mãi trong số anh em bộ đội Việt Nam, nhưng không thấy một gương mặt quen thuộc nào. Trung đội của anh Thông đã lên chốt tiền tiêu. Chúng con tới thay các anh ấy làm nhiệm vụ ở đây. Anh trung đội trưởng mới rất trẻ đã trả lời ông già như vậy. Đối với họ, ông không phải là người xa lạ. Họ đều biết ông. Ông phải nói với họ một câu gì chứ? Chậm ngâm suy nghĩ một lát, ông mới nhẹ nhàng lên tiếng. Các em ạ, à, ta không phải là người bất hạnh nhất tha cây. Mọi cơn hoạn nạn của đất nước này đều đi qua tha cây ta cả. Nhưng các em thấy đấy, tha khê của ta vẫn còn, tha cây không chết được. Các em cứ ở đây, mùa khô tới, già lại đánh xe chở nước từ tha khê lên cho các em. Nói xong, ông khẽ mỉm cười, nhưng từ hai hốc mắt thâm quầng của ông bỗng ứa ra mấy giọt nước mắt. Những giọt nước mắt như những giọt sương chảy dài trên đôi gò má nhăn nheo của ông rồi rơi lặng lẽ xuống mặt đường ngập bùn đất đặc sánh phù sa. Tháng 5 năm 1986, Thượng úy Trần Hữu Long đang là giáo viên quân sự ở trường quân chính quân khu 7 được điều sang chiến trường Campuchia làm đại đội trưởng đại đội 11, trung đoàn 4, sư 5, mặt trận 479. Long kể đơn vị đóng ở nơi ác liệt nhất, nhưng vũ khí vẫn rất thiếu thốn. Tại đội tôi có 110 người, mà chỉ còn 90 khẩu súng. Theo lý thuyết thì hỏa lực phải được trang bị tới tận phân đội, nhưng tiểu đội thì có B40 trung liên, tiểu đội thì không. Đóng quân ở bìa rừng, nơi lực lượng Khmer Đỏ thường từ Thái Lan vượt qua biên giới vào bên trong đất Campuchia. Lòng kể, chiến tranh như trò đùa chúng tôi thì cứ phơi mặt ra, trong khi khơ me đỏ lại lẩn khuất trong bóng đêm, trong dân. Từ biên giới luồn qua, tụi lính pốt lại dừng lại đánh nhau với tụi tôi một chặp, sau đó đi về lại bắn nhau thêm một chặp nữa. Chúng tôi phải đắp đường và đào thông hào vây quanh doanh trại theo kiểu pháo đài. Loại pháo đài tường đất với những ngôi nhà tranh tre chỉ cần một phát B40 là cháy rụi. Sự ác liệt mà những người lính ở Campuchia đã trải qua là không thể định lượng. Đánh chiếm một căn cứ khơ me đỏ thì có vẻ như rất dễ, nhưng tiêu diệt lực lượng Pol Pot thì lại rất khó. Có những đơn vị quân tình nguyện Việt Nam đã từng bị xóa sổ. Tượng Uy Long kể, đầu mùa khô năm 1986, trung đoàn tổ chức truy lùng địch, đại đội tôi được giao ở nhà giữ cứ. Buổi tối, tôi qua đại đội 13 anh em kêu ngồi vào uống ly rượu tiễn. Đang ăn, đại đội trưởng thụ hỏi. Còn đã ăn K54 không? Tôi rút nguyên một băng từ khẩu K54 bên hông đưa cho anh thụ. Chiều hôm sau ra phùm, thấy mấy người già khơ me ngồi khóc. Và nói, bộ đội ông thụ chết hết rồi. Toàn bộ lực lượng đại đội 13 tham gia trận đánh bị hy sinh. Chỉ còn một người lính vác chân đại liên sống sót. để ấy, gần 300 lính khơ me đỏ bị trung đoàn 4 bao vây, dồn đánh. Chúng buộc phải mở đột phá khẩu, nơi chúng chọn nằm trong phạm vi chốt chặn của đại đội 13. Những tên lính Khmer đỏ hùng hãn, nã B-40 như vãi xuống những người lính đang phơi lưng giữa đồng trống. Người lính sống sót kể lại rằng, trước khi chúng đến, anh kịp nằm dấp xuống, kéo xác đồng đội đè lên. Lính Khmer đỏ lần lượt bắn bồi vào những cái xác bộ đội Việt Nam. Nhưng không hiểu sao anh lại sống sót. Sáng hôm sau, người dân đưa xe bò vào rừng trở về 40 xác bộ đội, trong đó có cả xác đại đội trưởng thụ. Sau trận ấy, Thượng úy Long triệu tập đơn vị và nói Lực lượng mỏng, chúng ta có thể bị đánh bất kỳ lúc nào, rồi ra lệnh mở kho đạn, nâng cấp báo động, đặt đơn vị trong tư thế sẵn sàng chiến đấu. Đầu năm 1987, một tiểu đoàn Pol Pot xuất hiện trong khu vực đại đội Long đóng quân. Lúc này, Long đã chuyển sang chỉ huy đại đội 12. Người dân ở trong phum nói, Ông Long ơi, nó chuẩn bị đánh bộ đội 12 đấy. Nguồn, tiểu đoàn trưởng Cơ Me Đỏ nhắn qua dân, nói ông Long chỉ cần ra khỏi doanh trại, bước qua bìa phum là tôi bắn. Thượng úy Long nhắn lại, nói ông Nguồn có giỏi thì cứ đưa quân về đây. Cơ me đỏ không đánh ngay, mà cứ dấn giữ hàng tháng trời. Hồng đặt bộ đội của thượng úy Long trong trạng thái căng thẳng kéo dài, cho đến khi mệt mỏi. Bộ đội của Long vẫn thường nghêu ngao hát. Bốt ở đầu phum, ta cuối phum, uống chung dòng nước, thối um um. Lên đây đã trải bao mùa lúa. Bốt vẫn đầu phum, ta cuối phum. Thượng úy Long kể đêm campuchia tối tới mức ngửa lòng bàn tay ra đưa lên trước mặt cũng không nhìn thấy khi hành quân đêm chúng tôi phải bắt con sâu đất có ánh sáng lân tinh quệt qua ba lô của người lính đi trước để nhìn thấy nhau đêm đi qua trảng trống nếu lỡ tụt lại phía sau phải nằm sát mặt đất may ra mới nhìn thấy bóng người những người lính hành quân in trên nền trời những khoảnh khắc hay bị phục kích nhất là ở thời điểm trăng vừa lên. Cơ mê đỏ phục sẵn, chỉ chờ có ánh sáng nhận rõ mục tiêu là bắn. Khi tiểu đoàn cơ mê đỏ của Nguồn vẫn thập tỏ ngoài rừng. Lòng kể, cứ hai tiếng một lần, tôi lại phải dậy đi một phòng đốc gác. Tiền đồn tối như mực mà không có lấy một trái hỏa trâu. Khơ đỏ áp sát vào hàng rào cũng khó lòng mà nhìn thấy. Sau 4 ngày bị bao vây, bộ đội 12 căng như dây đàn, nhưng đám lính cơ me đỏ vẫn chưa khởi chiến. Trung đoàn 4 lúc đó cũng không còn khả năng chi viện vì lực lượng đã bị giàn mỏng. Tiểu đoàn nhắn xuống, tập trung phòng thủ cho tốt. Khoảng 4 giờ 30 phút sáng, Thượng úy Long đi đốc gác lần cuối. Thấy anh em chấp hành nghiêm, anh trở về lán. Long kể, vừa đặt lưng, tôi nghe tiếng AK nổ một phát. Chưa kịp nhảy ra thì quả B40 thứ nhất nổ sắt nóc nhà sở chỉ huy. Tôi phóng xuống hầm. Nghe đạn của tụi pốt bắn hết cỡ mà không thấy tiếng súng bắn trả của anh em. Tôi nói với cậu liên lạc. Không ra đánh là chết hết. Vừa bước chân ra thì một trái B40 nổ ngay ở cửa hầm hất mình trở lại. Nhìn thấy miệng cậu liên lạc mấp máy. Tôi hét lên. tao còn sống. Đánh! Ra khỏi hầm. Thấy hàng chục nóc nhà đang bốc lửa Một nhóm bộ đội Đang vác cối 82 chạy ra phía sau Lòng hét Dựng nòng bắn cấp thập Hồ dòng vẫn không nghe thấy tiếng cối Lòng quát Không bắn, tao bắn tụi mày Quát xong nhìn lại Thấy miệng khẩu cối chớp liên tục Anh em không kịp gá chân Cứ thế dựng nòng thả đạn Kỳ ấy lòng mới biết Tai mình đã bị điếc Chạy xuống trung đội 1 thấy một chiến sĩ bị thương lòi ruột, anh em đang lấy bát úp bụng lại. Ở trung đội 2, trung đội trưởng Nê bị một viên đạn xuyên qua ngực, chết trong khi tay ôm chặt chiếc gối hồng. Đại đội trưởng Long giật mình. Chỉ hai ngày trước, khi nhìn thấy chiếc gối, lòng đã đùa. Ai tặng đây? Nê tự hào, người yêu em tặng, có chết em cũng ôm theo chiếc gối. Người yêu của Nê là một cô gái người Me mới quen. Người lính có mặt trong giờ phút trung đội trưởng Nê hy sinh kể. Anh ấy đang chỉ huy thì khựng lại, máu rỉ ra từ một vết nhỏ ở trên ngực. Ngay lập tức, anh ấy bảo em vào hầm lấy chiếc gối, rồi ra lệnh bắn. Anh ấy ôm chặt chiếc gối cho đến khi mặt tái lại và lịm dần. Trời sáng, lực lượng cơ me đỏ rút lui. Ở trung đội 3, hai người lính đang cố để nâng xác đồng đội bị B-40 xé nát một mảng lưng. Lửa vẫn cháy ở gần, gần như tất cả những ngôi nhà ở đại đội. Ba người lính hy sinh, ba người khác bị thương. Xác anh em được đưa về sở chỉ huy. Lòng lấy khăn mặt lau cho từng tử sĩ. Rồi đợi xe bò của Khơ Me vào đưa xác những bộ đội xấu số lên trung đoàn. Đêm khô như tiếng mõ trâu, rừng khô như tờ bánh trắng, trời không một tia gió thoảng mùa khô ở Campuchia, đất sát lại Phải hai ba người đào một ngày mới được một cái huyệt để trôn đồng đội. Ngay ở cổng chính, xác một lính cơ me đỏ bị bắn chết khi đang vác khẩu bốn 40 với viên đạn đã sẵn sàng nhưng chưa kịp bắn. Trên lưng hắn ta còn sáu quả đạn. Tiếng AK bụp phát một mà Long nghe khi vừa về chỗ nằm là của người lính mà anh vừa gặp khi đi đốc gác. Nếu anh bộ đội để cho tên lính cơ me đỏ mang bảy quả B40 lọt vào hàng rào, thì thế trận có nguy cơ bị vỡ. Để ấy, lực lượng Pompos chỉ tấn công ba mặt, trừ một mặt để nếu bộ đội 12 bỏ chạy, sẽ rơi trọn vào bẫy phục kích của chúng. Đấy là trận tập kích khốc liệt nhất của cơ me đỏ vào nơi đóng quân của bộ đội 12. Nhưng không phải là trận đánh duy nhất Thượng úy Long đến mặt trận 479 tháng 5 năm 1986. Từ đó cho tới giữa năm 1987, anh chỉ huy đơn vị phản công, phục kích và truy kích cơ mai đỏ, tổng cộng 68 trận. Cùng thời gian ấy, có tin đồn ở Sài Gòn rằng Long hy sinh. Mẹ Long, bà Đỗ Thị Bích Hà đến phòng cán bộ quân khu nhiều lần để hỏi thăm. Nhưng thông tin liên lạc tới chiến trường nhất là tới những đơn vị đóng sát biên giới Thái Lan như đơn vị Long là hết sức khó khăn. Sau 3 tháng hỏi han, mẹ Long chỉ được cho biết vào thời gian ấy tại mặt trận chín có 3 thượng úy tên Long chết. Tháng 8 năm 1987, Trần Hữu Long có lệnh rời chiến trường. Nghe tin Long về nước, Tuân, người nhận bàn giao chức đại đội trưởng đại đội 11 từ Long cho liên lạc cắt rừng gửi anh một lá thư ngắn mình được tin Long về nước mà không gặp được, chỉ mong Long về nhà hạnh phúc. Tuân và Long đã từng mắc võng nằm trò chuyện với nhau suốt đêm ngoài rừng. Đấy là lá thư cuối cùng giữa hai người khi Long về tới bộ chỉ huy sư đoàn 5. Xác của Tuân và một người phó của anh cũng vừa được đưa về sư đoàn bộ. Ở chiến trường, có những cái chết không thể nào lường trước. Tuân không chết bởi cơ me đỏ, mà chết bởi đạn của một chiến sĩ. Trong cơn kích động do chịu đựng căng thẳng kéo dài đã mất trí bắn vào đồng đội. Cho đến nay, người dân vẫn không được biết chính xác có bao nhiêu quân tình nguyện đã hy sinh ở Campuchia. Con số bộ đội Việt Nam bị chết, bị tàn phế bởi mìn zip và mìn K58 trong 10 năm ở đây lên đến hàng trăm nghìn. Đất nước vừa có hòa bình vừa có nguy cơ xảy ra chiến tranh nhưng không chỉ là nguy cơ đưa quân sang campuchia là để giữ cho không gian chiến tranh ở xa biên giới tây nam vậy mà những quân y viện ở sài gòn cần thơ vẫn tấp nập thương binh những người lính ở chiến trường ca lâu ngày bật tin đã đưa không gian chiến tranh tràn về những làng quê góc phố